Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, ngày 21 tháng 11 năm 2021 vừa qua, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTEP đã có những phát biểu và những đề nghị gây sốc tại Hội thảo Giáo dục 2021 với chủ đề Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Phản bác quan điểm xã hội truyền thống Việt Nam là một xã hội âm tính, ưa ổn định nên mục tiêu đào tạo là xây dựng mẫu người thừa hành với căn bệnh thụ động khép kín, với thói cào bằng đố kỵ và thói dựa dẫm ỷ lại để vạch trần bộ mặt phản đảng, phản quốc hại dân của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm. Phần tiếp theo, bài viết của Nhân Đạo. Đây là sự dốt nát cùng cực của một vị giáo sư tiến sĩ khoa học ngành văn hóa xã hội. Hay đây là bộ mặt thoái hóa biến chất suy đồi đạo đức và mang tư tưởng phản dân tộc của một kẻ phản bội? 3. Ông Trần Ngọc Thêm đã dựa vào một vài hiện tượng tiêu cực trong xã hội ta để quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trước hết, cần phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng ở trong xã hội ta, trong bộ máy nhà nước, trong hệ thống chính trị của chúng ta đã và đang tồn tại ở đâu đó những hiện tượng tiêu cực, chậm tiến, bảo thủ, trì trệ, tồn tại. Thứ tư duy tư tưởng cơ hội bè phái lợi ích nhóm tồn tại những hành động, những việc làm lý thông cướp công thạch xanh, cửa quyền chuyên quyền độc đoán, cấp trên chèn ép cấp dưới, cấp trên kìm hãm sự phát triển của cấp dưới thì thụ động sợ trách nhiệm, lo giữ quyền lợi bản thân nên chấp nhận chịu trận, bảo sao nghe vậy, chỉ đâu đánh đấy, với thái độ dĩ hòa vi quý, không dám đấu tranh hoặc ít nhất là không dám bày tỏ quan điểm chính kiến của cá nhân. Thủ cụ cái lỗi, tư duy hèn hạ là đấu tranh thì tránh đâu. Lợi dụng vào những hiện tượng tiêu cực này mà Trần Ngọc Thêm đã đánh đồng, đánh lận con đen, quy chụp cho chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, quy chụp cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, đã tạo nên mẫu người thừa hành, đề cao sự phục tùng với căn bệnh thụ động khép kín, với thói cào bằng đố kỵ và thói dựa dẫm ỷ lại. Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Thêm còn ám chỉ nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng và nhà nước là cào bằng các giá trị cá nhân, không tôn trọng giá trị cá nhân, là kìm hãm sự đột phá, kìm hãm tính tự lập tự cường, kìm hãm sự đổi mới, sáng tạo và phát triển. Bởi vậy nên, ông Thêm mới bồi thêm cho sự nhận định của mình như sau. Để có con người chủ động thì điều quan trọng là thanh niên phải tự tin, phải rèn luyện tư duy phản biện, phải có bản lĩnh để nghĩ khác, nói khác với số đông. Điều này là rất quan trọng vì hiện nay chúng ta vẫn thường đi theo số đông, tâm lý số đông chi phối. Ở đây, tư tưởng của ông Trần Ngọc Thêm là đề cao và khuyến khích vai trò cá nhân, chủ nghĩa cá nhân. Do vậy, ông Thêm đã nhận xét thêm, phẩm chất thường đánh giá cao trong văn hóa Việt Nam không phải là tính tiên phong hay sự tự tin, mà là sự khiêm tốn, và khiêm tốn theo cách hiểu không phải là đánh giá đúng mình, mà là nhún nhường, hạ thấp mình. Bây giờ, tôi sẽ đi thâu phân tích từng khía cạnh trong tư tưởng này của ông giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa giáo dục Trần Ngọc Thêm. Trước hết, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản. Thực chất của nguyên tắc này chính là nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên để các quyết định của đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể và bảo đảm tính kỷ luật tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên khi ý chí của đa số được khẳng định và bắt buộc phải phục tùng. Luận giải về vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin đều khẳng định nguyên tắc này có tác dụng quan trọng đối với việc nâng cao tính tích cực và sáng kiến của đảng viên trong cuộc đấu tranh cách mạng vì sự nghiệp của đảng, để các quyết định của đảng trở thành sản phẩm trí tuệ tập thể của tất cả các đảng viên và của các cơ quan lãnh đạo của đảng, làm tăng thêm tính kỷ luật, tính tự giác vô sản của đảng. Dân chủ trong đảng hoàn toàn đối lập với dân chủ hiểu theo quan điểm của chủ nghĩa cơ hội. Nếu các phần tử cơ hội chủ nghĩa núp dưới chiêu bài dân chủ để tấn công vào chế độ tập trung và âm mưu đòi tự do bè phái trong đảng, thì ngược lại những người cộng sản đấu tranh để thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của đảng viên, giáo dục cho đảng viên có ý thức làm chủ trong đảng. Tập trung trong đảng là biểu hiện của sự lãnh đạo tập thể, đảm bảo cho các chủ trương của đảng được đúng đắn trên cơ sở tập trung được kinh nghiệm và ý kiến của mọi đảng viên, hạn chế được những sai lầm chủ quan, phiến diệt, tránh được những hiện tượng độc đoán, chuyên quyền. Lenin viết,
chế độ tập trung dân chủ một mặt thật khác xa chế độ tập trung quan liêu chủ nghĩa và mặt khác thật khác xa chủ nghĩa vô chính phủ. Không có gì sai lầm bằng việc lẫn lộn chế độ tập trung dân chủ với chủ nghĩa quan liêu và với lối rập khuôn máy móc. Lenin khẳng định đây là nguyên tắc tổ chức duy nhất đúng của đảng vô sản kiểu mới, là nguyên tắc phân biệt chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân với các đảng phái khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh lý giải bản chất của tập trung dân chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền, nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ, các cơ quan chính quyền là thống nhất, tập trung. Từ Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến hành chính xã đến Quốc hội và Chính phủ Trung ương, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Thế là vừa dân chủ, vừa tập trung. Tập trung và dân chủ là hai mặt thống nhất biện chứng, không thể tách rời. Tập trung hỗ trợ, bảo đảm cho dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ, có sự kiểm soát. Dân chủ giúp cho tập trung được thực hiện linh hoạt, đạt hiệu quả cao trong lãnh đạo và quản lý. Vì vậy, cần phải có sự kết hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ, việc đảm bảo cả hai yếu tố này trong hoạt động lãnh đạo của đảng và hoạt động quản lý nhà nước. Dân chủ phải được bảo đảm bởi tập trung và tập trung phải dựa trên cơ sở dân chủ. Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo môi trường cho phát sinh cửa quyền, tham nhũng. Ngược lại, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ, cá nhân chủ nghĩa. Thực tiễn đã chứng minh sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là bài học đau xót về việc buông lỏng, xa rời, thực hiện không đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản. Một số nước nghiêng về tập trung quan liêu, thống nhất cứng nhắc dẫn đến vi phạm dân chủ trong đảng, xuất hiện hàng loạt các sai lầm, gia trưởng độc đoán, sùng bái cá nhân. Một số nước lại hạ thấp tính tập trung thống nhất dẫn đến hỗn loạn vô chính phủ. Những sai lầm trong nhận thức và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đã làm tổn hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cản trở sự phát triển của các nước đó. Ở Việt Nam, lợi dụng tình hình xấu đi của các nước xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch ở trong nước và lưu vong ra sức phá hoại, hòng đưa đất nước rời bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ngay từ năm 1989, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu, đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng nhấn mạnh mở rộng dân chủ các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là dân chủ xã hội chủ nghĩa, không phải dân chủ tư sản. Dân chủ phải đi đôi với tập trung, với kỷ luật, pháp luật, với ý thức trách nhiệm công dân. Dân chủ phải có lãnh đạo để phát huy dân chủ đúng hướng, mặt khác lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ trên cơ sở phát huy dân chủ. Dân chủ với nhân dân nhưng phải nghiêm trị những kẻ phá hoại thành quả cách mạng, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Như vậy, phải chăng ông giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa giáo dục Trần Ngọc Thêm đã quy chụp đánh lận con đen một cách thiếu hiểu biết và ngu xuẩn nhằm vào nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam? Phải chăng ông đang âm thầm cổ suý, định hướng và ươm mầm cho chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa dân chủ tự do theo kiểu tư bản phương Tây, đi ngược lại với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước pháp quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Phải chăng ông đang xúi dục tầng lớp thanh thiếu niên Việt Nam nổi loạn bằng thứ chủ nghĩa cá nhân dân chủ tự do để tạo nên các hiện tượng thủ lĩnh dân sự? Như vậy ở đây có hai trường hợp xảy ra. Một là ông Trần Ngọc Thêm quá dốt nát, không xứng đáng với học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ khoa học, bởi ông không hiểu gì về nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nói chung và nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng và nhà nước nói riêng. Hai là ông là một kẻ thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức và mang tư tưởng phản quốc hại dân.